Hello cả nhà ơi, bà già U70 người Bến xứ review cho các bạn xem này. Đây là những cái ruộng rau cải, củ cải trắng cả nhà, phục vụ cho mùa Tết. Ở phía sau là những ruộng su hào và súp lơ cả nhà nhé. Đây khu vực này là người nông dân ở đây, nông dân của thành phố Đài Đông, Đài Loan, người ta chuyên sản xuất những cái loại rau và những cái loại nông sản để phục vụ cho thành phố Đài Đông, Đài Loan. Và mùa nào thì thức đó cả nhà ơi. Những ruộng bắp ngô nè, ruộng củ cải nè cả nhà. Đó, củ cải trắng rất là đẹp luôn, thấy mê ly luôn á. Đây là những rau cải bẹ xanh để làm muối dưa. Những cây củ cải này cả nhà. Mê ly, sắp được thu hoạch rồi nè. Mê ly luôn.